quý 3, một quý gắn với ngày đặc biệt của rất nhiều cá nhân trong tập thể sư phạm trường Trung học Phổ thông Đức Thọ. Trong đó cũng có cả bản thân tôi. Vì thế, chúc mừng sinh nhật tôi và các đồng nghiệp đáng kính. Happy birthday to you, happy birthday to you. Cộng một thêm số tuổi đời, vẫn nguyên tâm hồn thanh thời. Happy birthday to you, happy birthday to you. Tặng em câu hát này và chúc em luôn được ấm em một người nhà. Hôm nay anh chọn một nhành hoa tươi với cả chiếc bánh kem to to một chút. Làm quà sinh nhật em mà baby, yeah, yeah. Đêm nay sao trời dịu dàng lên ngôi, chẳng muốn nói với em tương lai đẹp lắm. Xin chào bác Việt, con chúc bác Việt luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều thành công trong công việc. Em chào các thầy các cô, chúc các thầy các cô một ngày mới vui vẻ. Nhân dịp công đoàn trường tổ chức sinh nhật cho các thầy các cô thì con xin gửi lời chúc sinh nhật tới mẹ. Chúc mẹ tuổi mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong công việc và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Em xin chào quý thầy cô và toàn thể mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên Lăng Nguyễn Thúy Hiên, học sinh A3K55 trường Trung học Phổ thông Đức Thọ. Ngày hôm nay em rất vui và vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh gửi lời chúc sinh nhật đến cô giáo Trần Thị Thanh Nga đang giảng dạy bộ môn giáo dục công dân ở trường Lá. Mặc dù em và tập thể lớp 12-3 chỉ gắn bó với cô giáo được một năm cuối cấp, thế nhưng bọn em đã được cô rất là nhiệt huyết, nhiệt tình để giảng dạy. Bọn em rất trân trọng cái tình cảm mà cô đã dành cho bọn em và cảm ơn cô vì đã là một phần thanh xuân của bọn em. Sinh nhật của cô thì em muốn gửi lời chúc đến cô, mong cô luôn thành công, hạnh phúc và vui vẻ trong công việc của mình, đặc biệt là luôn muốn cô là nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng để treo lại những con đo cập bến thành công. Em xin cảm ơn. Xin chào cô Vinh, xin chào thầy Hoàng. Như chúng em được bật mí thì là sắp tới đây sẽ là sinh nhật của cô và thầy, thì chúng em cũng có đôi lời chúc muốn gửi tới thầy cô. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công trên công việc giảng dạy của mình. Thì trong 2 năm vừa qua thì cũng không ngắn cũng không dài, em cùng các bạn trong lớp cũng đã được gắn bó với thầy cô trong 2 năm, thì cũng có nhiều kỷ niệm. Mặc dù là chúng em đôi lần làm thầy cô buồn, làm thầy cô khá là thất vọng, nhưng mà sau những lần mà thầy cô nổi giận thì chúng em cũng có ngồi lại và chúng em cũng đã được rút ra kinh nghiệm riêng cho bản thân. Mặc dù là lớp chúng em cũng khá là nghịch, cũng thuộc dạng là cũng thuộc dạng là quậy phá, nhưng mà tình cảm của chúng em đối với thầy cô thì thật sự là chân thành và cũng rất biết ơn thầy cô đã nâng đỡ chúng em. Mặc dù là chúng em đôi lần khiến thầy cô liên lụy nhiều chuyện. Thôi thì đại diện các bạn nào trong lớp em chẳng có gì nhiều, chúc thầy cô sức khỏe thôi, thì sang năm 2 này tiếp tục nạt vào đêm tiếp đi cùng. Thôi thì nhân dịp sinh nhật thầy cô thì chúc thầy cô sinh nhật vui vẻ. Nói chung là chúc thầy cô sinh nhật vui vẻ và sẽ gắn bó với chúng em thêm một năm cuối nữa để có thật nhiều kỷ niệm hơn cho tròn 3 năm cấp 3. Giờ thì bye bye, chúc mừng sinh nhật thầy cô. Em xin chào các thầy cô, em tên là Võ Thị Quỳnh Tráng, là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Đức Thọ. Hôm nay em rất vinh dự khi được trở thành một phần của chiếc video rất là đặc biệt này. Thầy Niệm đã cho em cơ hội thì em cũng không ngần ngại flex một trong những người rất là quan trọng đối với em, đó chính là cô Lê Thị Hồng Thắm.
Bố mẹ em đã cho em cuộc sống, cho em cơ hội được học tập và phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa. Thì cô Thắm chính là người đã định hướng cho cuộc sống của em. Khoảng thời gian cấp 3 của em tại trường Trung học Phổ thông Đức Thọ rất đặc biệt. Có thể ngày xưa em đã từng nói đó là điều không may mắn. Nhưng Đức Phật đã nói mọi chuyện xảy ra, mọi người, những người mình gặp, tất cả không phải là ngẫu nhiên mà do nhân duyên đã có từ trước. Và nhân duyên lớn nhất đối với em đó chính là trở thành học trò của cô Hồng Thắm chủ nhiệm. Cô Thắm đã nắm tay dìu dắt em, nâng đỡ tâm hồn em, làm một cuộc cách mạng lớn trong suy nghĩ của em, để bây giờ khi trưởng thành em sống hạnh phúc hơn, tích cực hơn. Và ngay giây phút này em muốn gửi lời tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành nhất tới cô. Trong tất cả các loài chúc thì em thích nhất là chúc mừng sinh nhật cô. Chắc là tài giỏi và xinh đẹp thì là điều mà cô không thiếu. Em nhớ cô đã từng nói giáo viên thì cũng là con người. Và đến khi em trưởng thành, em mới hiểu được ai trong mỗi chúng ta đều có những áp lực, có những nỗi niềm riêng không thể giải bày. Vậy nên em chúc cô luôn là chính mình trong những ngày cô cảm thấy chơi vơi nhất, luôn tích cực trong những điều cô cảm thấy tồi tệ nhất. Em chúc cô mạnh mẽ để vượt qua những ngày tháng giông bão của cuộc đời. Dạo gần đây em có hay nghe giảng pháp của Thiền sư Thích Chất Hành, trong đó có những câu em rất tâm đắc, và em nghĩ đây chính là những lời chúc đặc biệt nhất em muốn dành tới cho cô. Nửa đời còn lại học chữ buông, buông lo, buông nghĩ, buông u buồn, buông tâm bận rộn chuyện nhân thế, buông tham sân si hận càng buông. Nửa đời còn lại học chữ yêu, yêu hoa, yêu cỏ, yêu nắng chiều, yêu đời, yêu mình, yêu mọi thứ, đừng để tâm hồn ta cô liêu. Nửa đời còn lại sống tùy duyên, tính toán chi thêm lắm muộn phiền, mọi chuyện vui buồn do phần số, giữ tâm thân trí được bình yên. Và qua đây em cũng xin gửi lời chúc cho gửi lời chúc đến tất cả các thầy cô là nhân vật chính của video ngày hôm nay, cũng như tất cả các thầy cô của trường Trung học Phổ thông Đức Thọ có một chuyến đò mới thật thành công để nối tiếp truyền thống hiếu học hào hùng của trường ta, một ngôi trường với bề dày gần 60 năm lịch sử. Em xin chân thành cảm ơn. Em chào thầy Thủy, chào mừng thầy đến với video của Trần Hiền. Nhân dịp sinh nhật thầy thì em chỉ muốn gửi lời chúc sức khỏe đến thầy và gia đình thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mà với gia đình. Chúc thầy luôn luôn thành công trong sự nghiệp trong người. Mặc dù lớp chúng em bây giờ đã ở xa nhưng mà chúng em vẫn luôn luôn theo dõi và ủng hộ thầy từ xa. Chúc mừng sinh nhật thầy ạ. Em xin chào thầy Lê Xuân Thủy. Em muốn cảm ơn thầy vì món quà mà thầy đã dành tặng cho chúng em mỗi ngày, đó là kiến thức, là sự giáo dục. Chúc thầy có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, thành công trong sự nghiệp trong người, và đặc biệt là có nhiều phi vụ triều đô, và đặc biệt hơn nữa là luôn nhớ đến A2K55. Hà Nội, cô Thú, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2023. Hai vòng trời trời gió mát như thế này thì bỗng nhớ về những ngày tháng 7 La Tình, những ngày rất tuyệt vời, những ngày vừa thi xong chơi lợi điểm. Và tháng 7 này, tháng 7 cũng là cái tháng kỷ niệm, một ngày rất đặc biệt, ngày sinh nhật của ba. Bây giờ một nơi xa như thế này thì chắc chắn là sẽ nhớ ba rất nhiều, nhớ gia đình rất nhiều. Nhưng mà con vẫn muốn gửi lời chúc tới ba, với người thầy, thầy giáo Hoàng Mạnh Hùng, hay còn gọi là Ba Hùng, một lời chúc sinh nhật, chúc ba sinh nhật vui vẻ, luôn mạnh khỏe, luôn trẻ, để kiếm tiền cho con. Nhắc
cô. Bọn em làm một video siêu cute dành cho cô nữa. Cô có nhà. Phù thủy là chuyện tích xưa. Chúc mừng sinh nhật cô Mơ Thi. Mặc dù sinh nhật năm ấy của cô thì em không thể ở bên cạnh cô giống như 2 năm trước, nhưng mà ở một nơi cách xa cô hơn 200 km thì em vẫn có một tình yêu có gửi đến cô. Chúc cô tuổi mới thì vẫn luôn luôn xinh đẹp và dáng người như những năm vừa qua. Chúc cô có thể gặt hái được nhiều thành công hơn trên con đường dài này. Và thay lời của A1K55 thì em cùng muốn nói là con em này của cô. Thôi bây giờ thì let's get started. Khoan, bất mỹ cho cô một điên là video này được quay ở trường em nọ. Chào Trường Dung, nhân dịp sinh nhật chú, con có một vài lời chúc mừng gửi đến chú. Chúc chú luôn mạnh khỏe và thành công trong năm mới sinh nhật của mình. Chúc chú đời mạnh không già. Chúc chú có một ngày sinh nhật thật tròn vẹn và vui và hạnh phúc. Chúc chú sinh nhật vui. Xin chào cô giáo sư của em và của A2K50. Cảm ơn vì những năm tháng học trò của bọn em đã luôn có cô kê vai sát cánh, là động lực, là niềm tin để bọn em có thể đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách. Xin chào cô giáo sư của em và của tập thể A2K50. Em cảm ơn cô vì những tháng ngày học trò của em đã luôn có cô kê vai và sát cánh. Cô chính là động lực, là niềm tin để chúng em có thể vượt qua mọi gian nan, khó khăn, thử thách trong cuộc sống, vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn. Nhân dịp đặc biệt đó là sinh nhật của cô, em xin gửi đến cô một lời chúc chân thành và tuyệt vời nhất. Em chúc cô luôn căng thẳng nhiệt huyết trên sự nghiệp cao cả của mình. Chúc cô có thật nhiều sức khỏe để có thể vững bước treo lái con thuyền trong người đến với bến bờ của thành công. Em kính chúc quý thầy cô của trường Trung học Phổ thông Đức Thọ có một năm học mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Cũng nhân dịp đặc biệt này, đó chính là sinh nhật của cô, cho phép em gửi tới cô lời chúc tuyệt vời và chân thành nhất. Chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc cô luôn luôn nhiệt huyết trên sự nghiệp cao cả của mình. Cũng qua đây, em xin kính chúc quý thầy cô giáo của trường Trung học Phổ thông Đức Thọ bước vào một năm học mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Em xin cảm ơn. Nhân dịp sinh nhật thầy Trần Hải Thìn, bọn em có lời chúc gửi đến thầy. Em chúc thầy sức khỏe dồi dào, tiến vào như nước, đẹp trai không đồ, trẻ mãi không già.